Dịch Covid-19, Lào hướng tới chủ động sản xuất vaccine ở trong nước. Bộ trưởng Y tế Lào và đại diện công ty Stemina Therapeutics của Trung Quốc đã gặp nhau thảo luận khả năng xây dựng một nhà máy liên doanh sản xuất vaccine tại Lào để phân phối trên toàn quốc. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Viên Chăn, báo chí Lào ngày 23 tháng 8 đưa tin chính phủ nước này đang đàm phán với một công ty dược phẩm của Trung Quốc về khả năng hợp tác sản xuất một loại vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Y tế Lào, Tiến sĩ Bao Feng from Malaysia và đại diện công ty stamina Therapeutics của Trung Quốc gần đây đã gặp nhau thảo luận khả năng xây dựng một nhà máy liên doanh sản xuất vắc xin tại Lào để phân phối trên toàn quốc. Nhà máy này sẽ vừa là cơ sở chính để sản xuất vắc xin, vừa là nơi lưu trữ vắc xin nhập khẩu. Báo chí Lào cho rằng việc xây dựng nhà máy trên sẽ là một bước ngoặt lớn trong nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 của Lào. Nếu được chấp thuận, các thành phần của vắc xin sẽ được nhập khẩu, gia công và thử nghiệm trên những người tình nguyện ở Lào sau đó sẽ được sản xuất tại nhà máy dược phẩm số 3 của Lào. Theo đó, khi dự án thành công, chương trình tiêm chủng của Lào sẽ được triển khai nhanh hơn nhiều so với hiện tại. Sotemana Therapeutics do một nhóm các nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc tại Thượng Hải thành lập năm 2016. Đây là công ty công nghệ sinh học đầu tiên ở Trung Quốc đưa ra phương pháp trị liệu mana sử dụng nền tảng công thức hạt nano cao cấp và tiến hành liên tục các nghiên cứu nhằm cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe và điều trị hiệu quả hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé